in Jerusalem. Exodio rationem meam, ad te omnis caro venie. Sống và sự chết là đấng đã hứa cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân, cất tấm khăn khăn liềm trái trải trên mọi nước. Và thực sự Chúa đã ban cho chúng con hy vọng chắc chắn khi Chúa phục sinh từ cõi chết. Giờ đây xin Chúa đoái thương chúc lành cho những tang phục này để những người thân trong gia đình khi mang lây thì hiệp thông với người qua đời trong những hy sinh và cầu nguyện cho người quá cố. Đồng thời khi mang lây những tang phục này, những người còn sống liên kết trong yêu thương, luôn tin tưởng vào lòng thương xót vô biên của Chúa, hướng về Chúa là đấng độc nhất có thể cứu con người khỏi tội lỗi, sự chết và dẫn đưa con người đến sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong tình yêu quan phòng của Chúa,
Chúa đã thương ban cho con người có tổ tiên, có ông bà, có cha mẹ, để con người sinh ra, tăng trưởng và lớn lên trong tình thương ân công của gia đình. Vì thế, Chúa dạy chúng con phải hiếu thảo cha mẹ và biết ơn các bậc tổ tiên khi các ngài còn sinh tiền cũng như khi các ngài còn khuất nuôi. Giờ đây, chúng con xin Chúa đoái thương làm phép và thân hoa những chiếc khăn tang này mà con trao của linh hồn Gia-cô-bê sẽ mang trên đầu làm dấu hiệu cho lòng thương nhớ. Xin cho con trao của linh hồn Gia-cô-bê khi mang khăn tang này được kiên trì trong lời kinh nguyện cho người quá cô và việc yêu thương đùm bọc lẫn nhau trong tình đại gia đình. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng ta ngồi. Hai. Vợ. Là để dành cho bà quen để tặng cho bà quen. Ngày thứ ba là để cho bạn gái. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Anh chị em thân mến, nhờ phép rửa tội, anh chị em được mai táng làm một với Đức Kitô. Anh chị em cũng được sống lại với Người bởi đã tin vào quyền năng Thiên Chúa, Đấng đã cho Người từ cõi chết sống lại. Anh chị em vốn đã chết vì tội lỗi anh chị em và bởi không cách vì tính xác thịt của anh chị em, nhưng Thiên Chúa đã cho anh chị em được chung sống với Người. Người đã ăn xá mọi tội lỗi chúng ta vì làm cho chúng ta bị kết án. Người đã hủy bỏ văn tự đó bằng cách đóng đinh nó vào thập giá. Lời của Chúa. Ta ơn Chúa. Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu, Người đại lượng và chan chứa tình thương. Người không xử với ta như ta đang tội và không trả cho ta theo lỗi của ta. Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính, nhờ Người cha xót thương con cái mình
Chúa xót thương những kẻ kinh sợ Ngài. Về Ngài biết chúng ta được dựng nên bằng gì, Ngài vẫn nhớ chúng ta là cát bụi. Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính, đời sống con người chẳng qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng, một cơn gió thoảng đồ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích. Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính, nhưng lòng từ bi Chúa tồn tại đến muôn đời đối với những kẻ kính sợ Người và công lý Người ban tới con cái trao chấp đối với những người trung thành với lời giao ước và nhớ tuân giữ các giới răn của Người. Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính. Alleluia, Alleluia. Chúa ban sống lại và là sự sống, ai tin ta sẽ không chết đời đời. Alleluia. Chúa Giêsu, thì ông đã được sống lại hoàn toàn và khỏe mạnh. Chúng ta biết rằng bất cứ việc gì Thiên Chúa đều làm được hết, vì con người do Chúa tạo dựng thì sự sống sự chết cũng là do Thiên Chúa ban cho hoặc là quyết định. Bởi lẽ đó Lazaro được sống lại để cho mọi người biết rằng Chúa yêu thương Lazaro, yêu thương gia đình Martha và Maria. Hôm nay chúng ta tin tưởng rằng trong tình yêu thương của Chúa thì Giacobbe cũng sẽ được sống lại, và sống lại trong ngày sau hết có nghĩa là sự sống đó không bao giờ chết, không bao giờ chết nữa. Đó là sự sống vĩnh cửu trên nước thiên đàng. Hôm nay chúng ta cũng như mọi người trong tổng đoàn sẽ đến đây đọc kinh, cầu nguyện, thăm viếng linh cữu cha của mẹ, và chúng ta cũng cố gắng nhớ tới cha của mẹ trong ngày nguyện, cho dù kinh nguyện ngắn nhưng với cái lòng sốt sắng của mình thì Chúa cũng thương. Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Người là Cha giàu lòng từ bi nhân ái, là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ an ủi chúng ta trong cơn gian nan thử thách, để sau khi được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Từ vực sâu, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con, dám xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu.
Lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào ai đứng vực được chăng? Nhưng Chúa vẫn độc lòng tha thứ, để chúng con biết kính sợ Người. Lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa. Mong đợi Chúa, con hết lòng mong đợi, kể trông ở lời Ngài. Hồn con trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông. Lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa. Lạy Chúa, xin đừng xa xử tôi tớ Chúa, vì nếu Chúa không tha thứ mọi tội cho tôi tớ Chúa, thì không ai là công chính trước mặt Chúa. Vậy chúng con nài xin Chúa, đừng lên án cả thần tâm tin tưởng và cầu nguyện với Chúa, nhưng nhờ ơn Chúa phù giúp tôi tớ Chúa thoát khỏi án cung thần. Vì khi còn sống, tôi mang dấu Chúa ba ngôi, Chúa hằng sống và hằng trị muôn đời. Amen. Chúng ta hãy hướng tâm hồn lên cùng Chúa Giêsu với lòng cậy trông và quyền năng Thánh Cha và sự phục sinh của Ngài. Lạy Chúa phục sinh, Ngài là niềm cậy trông cho sự sống của chúng con. Xin thương xót linh hồn Gia-cô-bê. Xin Chúa thương xót linh hồn Gia-cô-bê. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng đến thế gian xóa tẩy tội lỗi và tiêu diệt sự chết. Xin thương xót linh hồn Gia-cô-bê. Xin Chúa thương xót linh hồn Gia-cô-bê. Chúa Giê-xu chịu đóng đinh, chịu chết và sống lại, lên trời ngự bên hữu Chúa Cha. Xin thương xót linh hồn Gia-cô-bê. Xin thương xót linh hồn Gia-cô-bê. Lạy Thiên Chúa, đấng chăn chiên nhân hậu, đấng đem bình an cho chúng con. Xin thương xót linh hồn Gia-cô-bê. Xin thương xót linh hồn Gia-cô-bê. Lạy Thiên Chúa, xin an ủi nâng đỡ những kẻ đang than khóc và xa lìa người thân. Xin an ủi nâng đỡ họ, cùng xin chúc lành cho mọi người hiện diện nơi đây được tràn đầy ơn thánh của Chúa. Anh chị em thân mến, nhà thực sự của chúng ta là thiên đàng. Vì thế, chúng ta hãy cầu xin với Chúa Cha trên trời như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu là đứng cứu chuộc chúng con, Chúa tự ý xin chịu chết để mọi người được cứu rỗi và bước qua cõi chết mà vào cõi sống. Chúng con cúi xin cho hãy an ủi những tôi tớ Chúa đang đau buồn than khóc và nhường lên nỗi Gia-cô-bê vào cánh tay yêu thương của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng con. Amen. Xin Thiên Chúa chúc lành cho những kẻ ra đi trong Chúa và cho họ được nghỉ an khỏi mọi khổ cực do những việc lành họ đã làm. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và Cha. Xin Thiên Chúa toàn năng và Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thưa thức, chúng ta đã xong nhé. Chúng ta ngồi cầu nguyện xong rồi.
Tình chạm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như sóng nước trôi đầu. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu, và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cánh dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Hãy nhớ lời cha sống cho nên người. Được tin ông Giacobbe Nguyễn Đại Pháp vừa được Chúa gọi về, chúng tôi đến đây để chia buồn cùng tang quyến. Xin Chúa an ủi và ban sức mạnh nâng đỡ tinh thần tang quyến trong lúc thử thách này. Vẫn biết rằng chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời, như lời Thánh Francisco khó khăn đã nói. Nhưng con người chúng ta vẫn mang một trái tim nhân loại chất chứa bao tình cảm vui buồn, vẫn có những mối dây thiêng liêng vô hình ràng buộc nhắc nhở những thành viên trong cùng một đại gia đình. Bởi thế, sự ra đi của ông Giacobbe là một thử thách lớn lao, là nỗi buồn vô hạn đối với mỗi thành viên trong gia quyến quý vị. Chúng tôi xin được cảm thông và chia sẻ nỗi buồn đang đè nặng trên gia quyến quý vị. Xin Chúa thương nâng đỡ các thành viên trong gia đình và ban sức mạnh cho tất cả quý vị. Xin Người lau khô mọi giọt lệ trên đôi mắt chúng ta, biến nỗi buồn thành niềm hy vọng cậy trông, và giúp chúng ta cùng nhau sốt sắng dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Giacobbe thân yêu của chúng ta. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa an lành. Người thương thăm viếng hồn con, đem xuống cho con Chúa Trời là Cha phép
dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con. Với phép Đức Chúa Thánh Thần là người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tháng sáng xuống ngục tổ tông. Xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh Hằng có ở khắp thế này các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống về. Amen. Chúa là gia nghiệp đời con. Muôn mến yêu muôn sống hy vọng của con. Chúa là gia nghiệp đời con. Giờ đây tâm thiên con muốn yêu cha hết tâm hồn trọn đời. Con mong một ngày cùng cha sống trên trời. Anh chị em và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được cha ta trao phó cho ta. Và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền dịu và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ được bình an, vì ách của ta thì êm ái và cánh của ta thì nhẹ nhàng. Tin mừng của Chúa. Lạy Chúa Kitô, mời khen Chúa. Xin tất cả cùng bà và chị em sẽ còn được chia sẻ một vài lời với tăng quyến. Kính thưa chúng bà và anh chị em và gia đình tăng quyến, tất cả chúng ta họp nhau đây để chia sẻ nỗi đau, nỗi buồn và sự mất mát ra đi của chúng ta, sự ra đi của anh Pháp. Tôi tin chắc rằng cái sự chết và tất cả nỗi đau buồn, nỗi thương nhớ đang ở trong tâm khảm của từng người trong chúng ta ngay bây giờ. Và đối với những người mà không biết tôi là ai, tôi xin được giới thiệu, tôi là Thầy Quốc Tế tại Cộng đoàn Thánh Phaero thuộc Giáo xứ Saint Catherine Labore. Tôi xin được đại diện cha chính xứ Alfred Hernandez, cũng giống như cha quản nhiệm của chúng ta,
là cha Đăng Phương Hoàng và tất cả những anh chị em trong công đoàn xin thành thật chia buồn đến chị Thu và tất cả các anh chị trong gia đình của Tam Quyến. Khi chúng ta họp nhau lại đây cũng giống như ngày mai tại nhà thờ St. Catherine, chúng ta tới là chúng ta chia sẻ nỗi buồn về sự ra đi của người thân của chúng ta. Nhưng khi mà chúng ta họp lại với nhau, chúng ta cũng dùng những cái giờ phút này để chúng ta chia sẻ cho nhau một cái niềm tin, một cái đức tin của Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta. Và khi phải trực diện với cái chết, nhất là cái chết của những người thân, chúng ta cũng phải dành cho chính mình đối diện với thực tại, cái đức tin của chính mình. Cái thực tại đây không có nghĩa một cách mơ hồ là có thể, có lẽ hay là một cái gì đó, nhưng mà thực tại đây đúng nghĩa của nó, đó là một sự thật. Và sự thật này đó là cái đức tin của chúng ta về cái phía này của sự sống, của cái chết và cái gì sẽ xảy ra sau khi mà chúng ta gặp cái sự chết. Chỉ có trong đức tin chúng ta mới thực sự hiểu về sự ra đi của anh Pháp và làm thế nào để tất cả mọi người trong chúng ta có thể tiếp tục tiến bước. Chỉ có trong đức tin chúng ta mới nói tới trời, về sự sống lại và sự sống đời sau. Nhưng chúng ta không chỉ nói tới cái những vấn đề này chỉ để an ủi cho chính tâm hồn của chúng ta. Nhưng khi mà chúng ta nói tới những vấn đề này là tại vì chúng ta tin rằng đó là sự thật. Cái niềm tin mà Thiên Chúa đã dành cho ban cho chúng ta trong tâm khảm của từng người trong chúng ta khi chúng ta nhận phép bí tích rửa tội, đó là cái niềm tin chúng ta sống trong Chúa, chúng ta sẽ chết trong Chúa và chúng ta sẽ sống lại với Chúa. Vì sao? Vì Thiên Chúa, Chúa Giêsu, con Thiên Chúa của chúng ta đã đến thế gian, đã đau khổ và đã chết và đã sống lại. Cái chết nó không phải là cái chung trong cái chương trình hoạch định của Thiên Chúa khi Thiên Chúa tạo dựng trời đất và muôn vật. Cái sự chết nó là tại vì con người đã phạm tội và ngoảnh mặt đi, đối đầu lại với Thiên Chúa, mà không phải vì con người phạm tội mà Đức Chúa Trời đã không làm gì cả. Thiên Chúa đã sai chính con một của Ngài là Chúa Giêsu đến thế gian để cứu chúng ta ra khỏi cách của sự chết. Và một ngày nào đó chúng ta sẽ quay trở lại với Chúa trong thiên đàng. Vì niềm tin trong Thiên Chúa phục sinh, chúng ta sẽ không yên lặng khi cái chết. Nhiều người trong chúng ta có lẽ không biết phải nói gì khi mà chúng ta đến tham dự một cái đám tang. Đối với họ có lẽ thần chết đã chiến thắng. Nhưng chúng ta là những người có đồng tin, chúng ta là những người có đức tin trong Chúa Kitô. Chúng ta phải tin rằng Chúa Kitô đã chết nhưng mà Ngài đã sống lại. Tiếng Việt Nam của chúng ta có cái câu là sinh bệnh lão tử. Nhưng với những người có lòng tin vào Thiên Chúa phục sinh, chúng ta không chỉ tin vào sinh bệnh lão tử. Chúng ta phải tin rằng sống, chết và rồi chúng ta sẽ sống lại. Cái chết nó không có tiếng nói sau cùng, nhưng mà đời sống vĩnh cửu mai sau này, đó là cái chờ đợi của chúng ta về sau này. Và khi mà chúng ta được rửa tội, và con tin chắc rằng anh Pháp đã được rửa tội và chính con đã tới với các cha, với nhiều cha, đã đến ban sức dầu cho anh Pháp. Với cái bí tích sức dầu, chúng ta một lần nữa lại cũng lại tin rằng tất cả những tội lỗi của anh Pháp, con tin rằng đã được tha. Và bây giờ chúng ta cầu nguyện, và chúng ta chỉ cầu nguyện nếu mà có một cái khúc mắc nào đó, một cái trở ngại nào đó mà anh Pháp vẫn còn phải trong địa ngục, thì chúng ta cầu nguyện ngay bây giờ, chúng ta cầu nguyện trong thánh lễ để xin Chúa tha thứ cho linh hồn của anh Pháp được mau chóng trở về với Chúa.
Mà như thế chúng ta không thể nào nghĩ như vậy rồi chúng ta không buồn. Dĩ nhiên chúng ta ngồi đây, chúng ta đau buồn cho người thân của chúng ta đã ra đi một cách đột ngột. Nhưng mà chúng ta vẫn tin rằng chúng ta sẽ gặp lại hình pháp sau này. Chúng ta tin rằng hình pháp sẽ sống lại. Chúng ta sẽ gặp hình pháp. Và xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả chúng ta. Amen. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thánh tẩy mà làm cho ông Gia-cô-bê Nguyễn Đại Pháp trở nên con thật của Chúa. Xin Chúa đón nhận ông Gia-cô-bê vào nước hằng sống muôn đời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã lấy chính thịt máu Chúa mà nuôi dưỡng ông Gia-cô-bê. Xin Chúa cho ông được giải thoát khỏi xiềng xích tội lỗi và sự chết, được ơn phục sinh và được hợp đoàn cùng các thánh trên thiên đàng. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã phán: kẻ nào tặng một chén nước lạ cho kẻ bé mọn nhất của ta đây là như làm cho chính ta vậy. Xin cho những việc lành phúc đức mà ông Gia-cô-bê đã làm khi ở đời này được Chúa thanh tẩy và trở nên việc làm ca ngợi vinh quang Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Lạy Chúa, xin ghé mắt đoái nhìn thương xót Tăng Gia và tất cả chúng con đây, những kẻ hằng vững tin và phụng sự Chúa đêm ngày, và khi qua khỏi đời này chúng con được sum họp với Gia-cô-bê trong nước cha muôn thuở. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin nghe lời chúng con cầu nguyện mà tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn Gia-cô-bê. Ước gì ngày sau hết con cái Chúa là Gia-cô-bê được phục sinh trong vinh quang chiếu sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giê-xu Ki-tô Chúa chúng con. Amen. Từ lòng sâu tôi con cầu xin Chúa Chúa ơi. Từ vực sâu thương đau con đời trong Chúa nhầm lời. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững thành tôi. Nhưng ta quan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ. Từ vực sâu tôi xin Chúa Chúa ơi, từ vực sâu thương đau con đời trong Chúa nhầm lời. Trong kính chào ông cụ và tất cả quý vị trong đại gia đình Tam Quyền. Một việc chỉ định của trưởng ban tổ chức, chúng tôi được hân hạnh đến đây. Vừa mới nói với tôi mới mình lên đây để đại diện cho cộng đoàn để có vài lời với quý vị đặc biệt, thị trường cụ và quý vị. Sự ra đi nào chúng ta cũng rất thương tiếc, rất bồi hồi, rất xúc động, nhưng thực ra không phải là sự ra đi vĩnh viễn như những người không có niềm tin. Và chúng ta tất cả ở đây đều là những người có niềm tin và tin tưởng rằng mình ra đi để về với Chúa, chứ không phải là chúng ta ra đi để rồi chấm dứt cuộc đời. Chúng tôi hy vọng rằng ông Trâm Bê Pháp đã được nhà Maria đến để đưa
linh hồn Giacobbe về giới thiệu với Chúa. Suốt năm mươi mấy cuộc đời, ông Giacobbe đã chịu rất là nhiều các phép bí tích trong suốt, từ phép rửa tội cho đến sức dầu thánh và phép hôn phối, hết tất cả mọi sự để đảm trọng Chúa hết. Và giáo cô bé đã trọn đời hướng về Chúa. Chúng tôi cũng có lời với ông cụ và quý vị vì người đã ra đi rất là thương tiếc. Tuy nhiên chúng ta tin tưởng rằng trước mặt Chúa, ông giáo cô bé sẽ cầu nguyện cho ông cụ và tất cả mọi người trong đại gia đình Thăng Quyến sẽ được mọi sự bằng yên, mạnh khỏe và gặp mọi sự may lành. Một lần nữa đại diện cho bà thượng tâm linh thể hội cầu nguyện Hương Chim Triều và cộng đoàn Thánh Phêrô, chúng tôi mong mời đến đây để chân thành kính lời cùng đi với ông cụ và quý vị trong gia đình Thăng Quyến. Cảm ơn các bạn và xin chào. Anh Pháp là người con trong gia đình, nhưng anh Pháp cũng là người con của giáo xứ San Cateri, cho nên anh em sống với nhau một ngày cũng là anh em. Xin kính mời anh Hùng đại diện cho hội cầu nguyện xin có lời chia sẻ cùng Thăng Quyến. Xin kính chào ông cụ, kính chào quý anh chị và đại gia đình Thăng Quyến. Có lẽ hôm nay là lần thứ hai một số anh chị em trong hội đền tạ đã hiện diện trong cái nhà quản này, và cùng với những khuôn mặt thân thương của gia đình, nếu tôi không lầm thì một thành viên trong gia đình của Thăng Quyến cũng quản tại nhà quản này, và chúng tôi cũng đã đến được chia sẻ cầu nguyện chung với gia đình. Kính thưa ông cụ và quý anh chị, như ông trưởng vừa mới nói, sự ra đi nào cũng có một cái sự mất mát cho mỗi một người, để lại cho mỗi một người chúng ta. Tuy nhiên, theo tôi được nhận thấy, được lời chia sẻ của một ông anh trưởng trong gia đình, thì chú ông Nguyễn Đại Pháp cũng đã phải chịu một cái bệnh nan y trong nhiều năm tháng qua. Và cái sự ra đi thì chắc chắn nó sẽ đến. Chúng ta cùng nhau cảm tạ Chúa. Chúng ta không phải là chúng ta đến chia buồn, mà tôi nghĩ rằng theo cá nhân tôi và hội của chúng tôi đến để cùng chung lời cầu nguyện với quý vị, để cầu nguyện xin Chúa và Đức Mẹ ban cho linh hồn của người thân yêu là linh hồn Giacobbe sớm hưởng mặt hạnh phúc trên thiên đàng. Riêng cá nhân của tôi thì thực sự với gia đình ông cụ và quý anh chị đây có lẽ là cũng đã gặp gỡ nhiều lần, và cộng đoàn cũng đã thấy cả một đại gia đình lên rước lễ trong thánh đường ở San Catherine của chúng ta, chắc là nhiều người biết. Vì vậy mà cái sự mất mát ngày hôm nay đây trong đại gia đình, riêng cá nhân cũng như một số anh chị em trong đoàn, xin có lời phân lưu chia sẻ. Xin Chúa và Mẹ Maria hướng ban tràn đầy sức khỏe cho ông cụ và toàn thể quý anh chị trong Thăng Quyến, như lời chúng ta vừa mới hát trong cái bài mà Trên Con Đường Về Quê. Thì chắc chắn rằng anh Nguyễn Đại Pháp trong thời còn sinh tiền, chắc chắn tôi tin chắc rằng đã có rất là nhiều lần nằm trên giường bệnh đau đớn: mẹ ơi con đau đớn quá, xin mẹ cất bớt những đau đớn thân xác của con. Thì giờ đây anh Pháp không còn ở với chúng ta nữa, nhưng đã có Đức Mẹ trên con đường về quê, mà có bóng mẹ, con vững thêm lòng tin và được đi bình an. Thì cầu mong xin Chúa và Đức Mẹ hướng dẫn và an ủi đại gia đình, và riêng với ông Giacobbe xin Đức Mẹ luôn luôn
cầu bầu với Chúa đem linh hồn Giacobbe hưởng mặt Thiên Chúa trên nước Thiên Đàng. Một lần nữa xin được đại diện cho hội đệ tử của cộng đoàn xin được chia sẻ những niềm vui mất mát này. Chúng tôi xin kính mời đại diện hội Legio Mariae, là một trong những đoàn thể Công giáo tiến hành tại cộng đoàn, xin đại diện anh Quy lên có lời chia sẻ cùng anh Quy. Kính thưa tạm quyền, kính thưa quý ông bà trong cộng đoàn Thiên Chúa, sự ra đi của ông bạn thật là một sự đau buồn cho mọi người, nhất là những người trong tăng quyến. Tuy nhiên, nói như anh Hùng vừa nói là không phải là ra đi luôn mà là ngủ để về với Thiên Chúa. Những người có niềm tin thì tất cả đều nghĩ là khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay và sau đó chúng ta về với Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta tin được như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy là nguồn, thay vì cái sự buồn đau buồn ấy nó chuyển thành là sự vui mừng chứ không phải là đau buồn. Vậy thì chúng ta là những người còn lại, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho ông, xin Chúa thì ban cho ông được sớm về hưởng nhân Thiên Chúa. Và chúng tôi xin được thay mặt cho một video chính là thành chí phần ưu của người tăng quyến. Xin là... bây giờ đây các đoàn thể nó pha đủ cho nó một người, nhưng mà hai ba đoàn thể thì bây giờ xin phép cá nhân tôi là trưởng ban tăng chế của cộng đoàn có lời phản ưu cùng cụ. Rồi trong hình bóng trong tăng gia chúng tôi thấy cụ ngồi đây, tôi nhớ lại cái hình ảnh trước kia, vì thời kỳ chiến tranh đó thì là trẻ chết trước già chết sau, nhưng mà thời bây giờ này, trong gia đình có người con ra đi trước người cha, thì chúng tôi lại nhớ cái bài hát nào đó là trên cây còn lá úa mà lá xanh kia rụng rồi, thì ngày hôm nay chúng tôi thành thật chia buồn cùng cậu và kính mong cậu được vững niềm tin, tin con mình sẽ được về với Chúa và xin Chúa chúc lành và ban bình an cho cậu. Con cậu xin hết. Con đại diện cho gia đình của em của con là Pháp Đại Quyền. Thành thật cảm ơn ông Chủ tịch, thầy Bớt cùng các hội đoàn đã đến đây chia sẻ và cầu nguyện cho em con. Con không biết cấm gì ở. Thành thật cảm ơn tất cả mấy bác, mấy chú cùng anh chị em. Một lần tôi mưa được yêu, yêu nhau từ tận mái sông, hãy trao nhau yêu thương say đắm, giấc mơ mơ theo bên nhau. Một mình anh lẻ loi chờ mong, khi em yêu xa mãi xa rời, nơi con tim khi em yêu đã bước qua đời. Thank you.
chân em đi về đâu, lời nào cho nhau với bao niềm riêng chôn giấu. Đường một đường em đi với đường một đường anh bước, từ nay duyên đã cạn tình đã hết. Gượng cười lên đi lắp che bao niềm đau, điều gì rồi cũng qua sớm mai thời gian buông xuống. Là vì rồi ai cũng khác, là cuộc tình này sơ sắc, còn nhiều điều chưa nói nhưng chẳng nên lười. Đâu bàn tay anh nắm tay em ngày xưa đó, đâu bàn tay giao phó cả cuộc đời. Đâu rồi nụ hôn nóng, đâu rồi bàn tay ấm đã luôn bên anh dù bao gian khó vây quanh. Con người là quá lắm giữa nụ cười và nước mắt, vui thật nhiều nay đã khóc thật nhiều. Mong người nhiều may mắn trên đường dài em bước, hãy quên anh như chưa từng nhìn thấy trong đời. Thời gian không chỉ làm xoa dịu những nỗi đau, nó còn làm người ta thương trở thành một người khác. Chúng ta không đi cùng nhau nữa không có nghĩa chúng ta phải ghét bỏ nhau. Đơn giản là vì chúng ta giống những con đường, đã cắt những con đường này thì sẽ cắt những con đường khác ở những nơi khác, ai rồi cũng khác. Trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân cha. Giữa tháng năm đời sống, nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Những ánh sao còn đó, còn tin yêu ngước lên trời, tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ấm tin vui. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Không gọi nắng thì hoa đâu nở trong vườn. Con không tựa vào Ngài thì con như lá úa phai, yếu đuối trong cuộc sống, đời con tay trắng hư không. Đường đi sông nước mênh mông, làm sao qua hết lòng đau. Đã thấy trong đời sống, thời gian trôi dạt vô tình, ai tin được cuộc đời ngày mai vẫn mãi thế thôi. Xin trao muôn đổi thay vào tay Thiên Chúa an bài, Ngài đưa con bước hôm nay, còn thương con mãi tương lai. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Cậy Chúa,
khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình. Trái đơm hoa, xin
ơn sống và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và Đức Giêsu Kitô ở cùng anh chị em. Xin Chúa làm phép thi thể của Gia-cô-bê với nước thánh, nhắc nhở bí tích rửa tội như thánh Phaolô viết: tất cả chúng ta đã chịu phép rửa tội trong Đức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép rửa tội trong sự chết của Người, bởi nước thánh tẩy trong sự chết của Người. Sẽ như Đức Kitô nhờ vinh hiển Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta còn được tái sinh trong đời sống mới như vậy. Vì nếu chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái chết, giống như cái chết của Người, thì chúng ta còn được hợp nhất với Người trong sự sống lại giống như vậy. Trong ngày lãnh nhận bí tích rửa tội, tôi tớ Chúa là Gia-cô-bê mặc lấy Đức Kitô, về xin cho con được mặc áo vinh quang trong ngày Đức Kitô lại về. Thank you.
Chúa Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: lòng anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà cha này có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi, vì Thầy đi để dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu thì anh em cũng ở đó, và Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. Ông Thomas nói với Đức Giêsu: thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường? Đức Giêsu đáp: chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Tin mừng của Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Chúa. Cứ mọi ngày mùa hè, khi nói đến cái chết thì ai sợ chết? Bởi lẽ đó, người ta hay nghiêm nghị sợ xui. Tuy nhiên có nhiều người dùng từ khác để thay thế, có thể đó từ mân. Mân có cách tiêu cực. Mân có nghĩa là chúng ta còn làm một cái gì đó. Ví dụ, tôi mơ chiếc đồng hồ đeo đây. Nói như vậy, nó có cái cách chúng ta đã mừng. Tuy nhiên, theo tương quan biện chứng, nó có cái cách tích cực. Có nghĩa là mừng mà vẫn còn. Chiếc đồng hồ đeo tay mừng mà nó còn trong túi của thằng bạn cầm, có nghĩa là còn đó. Như vậy, sự chết có nghĩa là mất đi, không còn tồn tại. Nhưng mà sự sống thì vẫn còn. Người Kitô nói chung, người Công giáo nói riêng đều tin vào sự sống lại. Có nghĩa là con người chúng ta có thể xác, có linh hồn. Khi chết rồi thì linh hồn như chiếc áo cởi bỏ thể xác đi về. Thể xác sẽ tiêu đi nó thời gian, nhưng linh hồn thì được trở về với Thiên Chúa. Ngày nào đó được trở về chúng ta không biết, theo đời sống con người. Bởi lẽ đó, con người chúng ta một ngày nào đó sẽ không còn, nhưng đừng sợ, vì con người được tạo dựng từ ông trời. Ông trời giúp bà chứ, ông trời trời mưa trời nắng, trời ơi trời đau khổ quá, chồng tôi chết tôi đau quá, vậy ông trời là ai? Phải chăng ông trời là Thiên Chúa, Thiên Mặt Trời? Phải chăng con người sẽ ông trời là Đức Chúa Trời? Cũng có người nói ông trời là Thượng Đế. Khác dần sinh thành phong. Như vậy, Chúa Con và con Chúa Cha xuống thế chịu chết để mà thay đổi cho nhân loại. Ngài chết trên thập giá
để con người chúng ta được sống. Và Chúa sưu cho chúng ta. Chúa sưu cầu nguyện của Đức Chúa Cha. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì cho những người Cha ban cho con cùng ở đó, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của Cha ban cho con. Vì Cha yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Và tôi xin hỏi chúng bạn anh chị em, có khi nào chúng bạn anh chị em đặt câu hỏi rằng thế gian này ai tạo thành, con người này ai tạo thành? Có thể nói rằng quý ông bà anh chị em ít khi có thì giờ để mà suy nghĩ điều đó. Vì nhân tiện đây tôi xin thưa, cậu xin trả lời: thế gian này ông trời tạo thành. Nếu chúng ta đọc Cựu Ước, Thánh Cựu Ước lần trước khi Chúa xuống xuống thế, nói về sáng thế, xuất hành, mọc mầm, Thánh Kinh thì dạy bằng này. Nhưng mà sáng thế chúng ta đọc dễ. Chúng ta thì hỏi rằng trên trời, bầu trời có một trời, có một sao, có một trăng cho ta ánh nắng sự sáng. Ai là trên trái đất này có cây cho ta trái, có heo, có bò là cho chúng ta ăn. Vậy ai là dưới vực sâu trong nước ở đất biển, trong nước có nhiều loài cá, có nhiều tôm, có nhiều muôn. Vậy ai tạo dựng nên? Vừa rồi con người chúng ta ai tạo dựng nên? Xin thưa ông trời, ông trời tạo dựng nên từ trước, có phương tiện sống tạo dựng nên con người cho sau, đó là ông và sau mà em. Hai người phạm tội, chính phạm tội mà chúng ta không đi sự sống mơ. Nhưng cứ xuống xuống thế để mà cứu chuộc chúng ta, thì đó chúng ta có sự cứu ơn và sự sống vĩnh viễn. Trước bài trong hôm nay Chúa Giêsu nói rằng với các tín đồ, nhà Cha thầy có nhiều chỗ lắm, thầy ra đi dọn chỗ cho các con. Tôi thề sẽ trở lại đem các con đi, để thầy ở đâu thì các con cùng ở đó. Có cả con người chúng ta sẽ được Thiên Chúa đưa về nước trời. Đó là một sự sống của con trọng mất. Mà sự sống đó nói lên cách tích cực niềm vui, niềm hy vọng mà lúc này trước về ca rồi hả, trước bài hát Thánh Bình khi Chúa thưa gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ, vì tôi vui hiền cười tươi tôi ca ngợi. Ngày về một câu chuyện, một người chết tin ông phàn nàn nói rằng: thưa ngài, ngài bảo con về, con không có được có những điều gì hết, nhưng mà trước đó sao lại không thông báo con rồi để con bị tâm lý và nói với bạn sao bỏ tiền cho vợ và các con của con.
Ngài đã làm cho con học gì. Thiên tướng đông trời, triều đình đã ta đã dạy cho con ba bức thư nói ngày về. Ông này cũng đã đủ đó, con cũng nhận thư mà hết. Thiên tướng vui vẻ ra. Trong tự nhiên, ta để cho con đầu thần. Trong thứ hai, ta để tóc con bằng. Và bước thứ ba, ta để răng con rồng dần. Đó là ba tín hiệu báo cho con biết thời gian sắp đến. Và con phải quay trở về. Có nghĩa là con người chúng ta cần có sự chuẩn bị. Và chuẩn bị thế nào thì chúng ta phải sống theo lời của Chúa trong Thánh Kinh, Cựu Ước, Tân Ước, trước khi Chúa xuống xuống thế và sau khi Chúa xuống xuống thế. Bất cứ việc gì Chúa làm cho mình thì tốt Chúa mới làm, xấu Chúa cũng làm. Chiều hôm qua tôi chia sẻ với chị Thu, Chúa gọi Đức Pháp về Gia-cô-bê với Đại Pháp này. Nghĩa là Chúa biết trước, nếu Chúa để Gia-cô-bê với Đại Pháp làm thêm một năm, một ngày, một tháng, ba năm nữa, thì có thể Gia-cô-bê với Đại Pháp sẽ mất linh hồn, nghĩa là mất đi sự sống mới. Có thể phạm tội, ngoại tình, có thể cơ mà, có thể gia đình còn nhiều thứ tội. Chúa biết trước, cho nên Chúa gọi anh Phong về để làm gì? Để Phong được có sự sống vĩnh. Đồng thời nơi đó để Phong cầu nguyện cho vợ và cho các con, không những vậy mà cầu nguyện cho cả chúng ta nữa. Hôm nay tôi chia sẻ cùng bạn chị em sự sống mới coi người chúng ta có, nhưng chúng ta phải chuẩn bị ở đời này vì thế gian này tạm bợ thôi. Tông đồ Phao Lô nói rằng chết lần này trở về nhà cha, nhà thế gian này sẽ bị hủy diệt, nhưng nhà trên trời là nhà vĩnh cửu. Từ cứu mà anh chị em chúng ta đây, mỗi người đều có mỗi nhà khác nhau, giống nhau, cao thấp tùy theo lối sống chúng ta đang chuẩn bị bây giờ. Phải xin Thiên Chúa thương ban phước lành cho quý bà anh chị em, kể cả gia đình của chị Thu cũng đến tham dự thân lễ hôm nay. Lạy Chúa, trong ngày tiễn đưa Gia-cô-bê, người thân yêu của chúng con, một thành phần của giáo hội chiến đấu, để giáo hội chiến thắng trên trời, xin Chúa cho Đức Thánh Cha, hàng giao phẩm và quan thế, con còn dân Chúa luôn là chứng thân nước trời. Thế đưa mọi người về Chúa, chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, linh hồn Gia-cô-bê đã được Chúa cứu ban sự sống vĩnh cửu khi chịu phép tội lỗi. Xin Chúa ban cho Gia-cô-bê gia nhập con đoàn các thánh đến muôn đời. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã hứa ai ăn thịt ta và uống máu ta sẽ không chết đời đời. Người thân yêu của chúng con, lạy
Gia-cô-bê đã an mến hàng xóm và mời báo Chúa Kitô. Ngay cả trước khi nghĩa đời, xin Chúa ban cho linh hồn Gia-cô-bê được sống lại với Chúa trong nhà sau Tết. Chúng ta cầu xin Chúa. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa thương đến tất cả những ai đã ra đi trong niềm hy vọng sống lại. Xin Chúa đưa họ về hướng ánh sáng, trần sinh Chúa đã thứ ba, nhất là linh hồn Gia-cô-bê mà chúng con tha thiết cầu nguyện hôm nay. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa. Lạy Chúa, xin trả ơn hội họp cho quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý quan khách, bạn hữu xa gần và thân bạn, quyến thuộc đã cầu nguyện, phân ưu, nâng đỡ, an ủi chúng con trong hoàn cảnh đau buồn này. Chúng ta cầu xin Lạy Chúa, xin Chúa thương đến tất cả các bà, cha mẹ, anh chị em chúng con và mọi người cũng bằng quyết cuộc qua đời nơi đây cũng như ở Việt Nam. Xin Chúa nhân từ tha bỏ tội lỗi cho họ và đưa họ về nơi về ơn cứu rỗi muôn đời, nhất là linh hồn Gia-cô-bê mà chúng con chúng ta thường tiếp. Nhờ Đức Giê-su Kitô Chúa chúng con. Thank you.
và sẽ đổ ra cho các con mà nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này, mình nhớ đến Ngài. Yeah.
Nguyện cung tế
Chúa và cha nhớ qua lời chúng đọc trong chương trình Maria và các kinh xe sớm hơn những linh hồn cha cô bé trở về nhà Thánh Chúa. Họ là chúng tôi xin được trả những con ơn cùng quý này. Thank you, Fathers, Deacon, and those who took the precious time out of their schedule to be here today. We appreciate the consolation of prayer as we prepare to deliver into this final resting place. We ask you to forgive us the shortcomings of our matters of hospitality that we might have displayed during this time of disarray. Once again, thank you. Tất cả quý vị đã đến thăm hội Phật tử cầu nguyện và tham dự thánh lễ và niệm đưa ra tôi lên chuyện đại pháp tới đây chuyện cuối cùng xin quý cha thầy có tới là quý vị lòng lòng tha thứ cho những sự thiếu sót của đại gia đình chúng con trong tham gia bố đó một lần nữa. Anh chị em thân mến, người thương yêu của chúng ta là Gia-cô-bê đã an nghỉ trong bình an của Đức Kitô, trong niềm tin và hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta hãy phó dâng ông cho lòng từ bi xót thương của Chúa Cha, Chúa chúng ta. Và chúng ta hãy tiếp tục ở gần Gia-cô-bê bằng lời cầu nguyện để người thương yêu chúng ta ở đời này được chọn làm con cái Thiên Chúa trong bí tích rửa tội đã được bao lần bồi dưỡng nơi bàn tiệc Chúa thì nay cũng được gọi về bàn tiệc của những con cái Chúa trên trời và được hưởng phần gia nghiệp muôn đời cùng với các thánh theo như lời Chúa đã hứa. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho chính chúng ta để giờ đây than khóc một ngày kia chúng ta cùng với Gia-cô-bê ra đón rước Chúa Kitô khi người là sự sống chúng ta hiện ra trong vinh quang. Xin các thánh của Chúa đến phụ trợ tôi tơ ta Chúa. Xin các thiên thần Chúa đón tiếp tôi tơ Chúa. Gia cô bê mà dâng lên Chúa cao cả. Xin cho tôi tơ Chúa mà Chúa Kitô đã gọi được đến với người. Xin thiên thần Chúa dựng đưa tôi tơ Chúa bên tổ phụ Abraham. Xin đón nhận linh hồn Gia-cô-bê mà dâng lên Thiên Chúa cao cả. Xin đón nhận linh hồn lạy Chúa, xin cho tôi tơ Chúa được nghĩ yêu muôn đời và cho ánh sáng Chúa chiếu soi ngàn thu. Xin đón nhận linh hồn Gia-cô-bê mà dâng lên Thiên Chúa cao cả. Vì phép nhiệm màu Chúa làm người, Chúa chờ chúng con. Vì Chúa xuống thêm, Chúa chờ chúng con. Vì Chúa sinh ra, Chúa chờ chúng con. Vì phép rửa cùng chay thân Chúa Giê-xu, Chúa chờ chúng con. Vì Đức Chúa Giê-xu chịu nàng đóng đinh trên cây thanh giá, Chúa chờ chúng con. Vì Đức Chúa Giê-xu chịu chết và chịu tán xác, Chúa chờ chúng con. Vì Đức Chúa Giê-xu sống lại, Chúa chờ chúng con. Vì Đức Chúa Giê-xu lên trời, Chúa chờ chúng con. Vì Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, Chúa chờ chúng con. Vì Đức Chúa Giê-xu sẽ trở lại trong vinh quang, Chúa chờ chúng con. Đến ngày phán xét, Chúa chờ chúng con.
Lạy Cha, chúng con phó dâng linh hồn Gia-cô-bê cho Cha. Xin cho chúng con được hy vọng chắc chắn Gia-cô-bê sẽ được sống lại cùng với Chúa Kitô trong ngày sau hết, cũng như mọi người đã qua đời trong ơn nghĩa Chúa Kitô. Chúng con cảm tạ Cha vì Cha đã ban cho mọi ân huệ dồi dào cho Gia-cô-bê của chúng con khi còn sống ở trần gian này, khiến chúng con nhận thấy bằng chứng lòng nhân hậu của Cha và bằng chứng của sự các thánh không công trong Chúa Kitô. Vậy xin Chúa lấy lòng nhân từ nghe lời chúng con khẩn nguyện mà mở cửa thiên đàng cho tôi tập tớ Chúa đây, và cho chúng con đang còn ở lại được dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau, đợi ngày mọi người được tái ngộ trong Đức Kitô, được sống mãi với Chúa và bên cạnh Gia-cô-bê chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Kitô Chúa chúng con. Amen. Thiên thần Chúa dựng đưa linh hồn Gia-cô-bê vào thiên quốc. Xin các thánh cự đạo đón tiếp vào thần thánh thành Jerusalem mới và vĩnh cửu. Chúa phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta sẽ không chết muôn đời. Amen. Chúa cùng anh chị em. Cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thân Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Giữ gìn con, Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm.
trong cánh tay người, hồn con vui sống. Tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời. Hồn con thao thức bên lòng Chúa. Chúa là gia nghiệp duy nhất đời con, là chén phần phúc con trong mong. Con tiến dâng người tâm lòng cay trong. Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay người hồn con vui sống. Tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời. Chúng ta đang gần gũi người thân, nhưng chẳng bao lâu nữa thi hài của anh Pháp sẽ trở về lòng đất, như đã từng bởi đất mà ra. Nên không gì hợp lý hơn là chúng ta dâng lời cầu nguyện để gửi gắm an pháp cho Chúa. Cũng tại nơi đây, chính là nơi an nghỉ của bao nhiêu người trong thân bằng quyến thuộc của chúng ta, và cũng là nơi an nghỉ của an pháp. Chúng ta hãy thinh lặng trong giây lát để tâm hồn chúng ta được gặp nhau và gặp Chúa. Chúng ta hãy cúi mình thinh lặng trước nấm mồ của anh để tưởng nhớ đến anh. Lạy Chúa, Chúa có mở lượng từ bi cho các tín hữu mới được an nghỉ. Xin thoan hóa phần mộ này và sai thiên thần Chúa đến căn dự. Trong khi thi hài ăn pháp được chôn cất nơi đây, thì xin Chúa giải thoát linh hồn ăn khỏi mọi xiềng xích tội lỗi, để ăn được cùng các thần thân hướng niềm vui bên Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin Chúa toàn năng đã muốn gọi anh Pháp ra khỏi trần gian mà về với người. Nên giờ đây chúng ta xin trả về lòng đất thân xác này, là thân xác đã bởi đất mà ra. Nhưng vì Đức Kitô đấng đầu tiên từ cõi chết sống lại sẽ biến đổi thân xác mòn hèn của chúng ta, nên giống thân xác nguyên hiển của người. Bởi thế chúng ta phó thác ăn pháp cho Chúa. Xin người đón nhận ăn vào chốn bình an và cho anh sống lại ngày sau hết. Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương khi người bạn Chúa là Lazaro chết. Xin nâng đỡ chúng con trong lúc buồn sầu. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lại chúng con. Chúa nâng kẻ chết sống lại. Xin ban cho người thân của chúng con sự sống đời đời. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúa đã hứa phúc thiên đàng cho người trộm lành thống hối. Xin đưa người thân chúng con vào hưởng niềm vui nước Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Người thân của chúng con đã được rửa sạch bởi phép rửa tội và được sức dầu bằng dầu cứu rỗi. Xin ban cho được tham dự tình bằng hữu cùng các thánh của Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Người thân của chúng con đã được nuôi dưỡng bằng mình và máu thánh Chúa. Xin ban cho được một chỗ trong bàn tiệc nước trời.
chúng ta cầu xin Chúa. Xin cho nhắm lại chúng con. Xin nâng đỡ chúng con trong cơn buồn sầu về cái chết của người thân của chúng con. Xin cho niềm tin của chúng con thành niềm an ủi và cuộc sống muôn đời thành niềm hy vọng của chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin cho nhắm lại chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, đưa Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Gia đình cũng muốn có những con chim bồ câu trắng được từ nơi đây, nơi phần mộ của anh Pháp bay lên, mang lên lời cầu nguyện của chúng ta cũng như là mang ăn đến nơi tòa Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, giờ đây chúng con đưa mắt nhìn lên Chúa. Chúa vừa là một người như chúng con, vừa là đấng cao cả muôn trùng. Những gì Chúa đã sống trên thế gian này sẽ còn tiếp tục qua chúng con, và ngọn lửa Chúa đã đốt lên trong tâm hồn chúng con ai sẽ dập tắt được. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa là đấng ban cho con người tìm ra khuôn mặt thật của mình. Khi con người đưa mắt nhìn lên Chúa, Chúa đấng mời gọi chúng con vươn lên khỏi cuộc sống hôm nay. Chúa hiện diện trong mối tương giao giữa người với người. Xin giúp chúng con đứng thẳng nhờ tình yêu mạnh hơn cả thần chết. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho tín hữu này được an nghỉ ngàn thu và được ân quang bất diệt soi chiếu đến muôn đời. Chúng xin Chúa thương thân hóa và làm phép. Thân giá này là bảo chứng của muôn ơn tình của Chúa đến cho chúng con. Và xin qua thân giá này rất nhờ mọi dân thân của anh Pháp được nhớ đến anh trong Đức Kitô, cùng dân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lên cha chào. Bước sau tôi, con cầu xin Chúa, Chúa ơi, từ bước sau thương đau, con đại trong Chúa nhầm lời. Nếu Chúa chấp tội, Chúa ơi, nào ai đứng vững thành thơi, nhưng Cha quan hồng thứ ta. Khiến muôn dân luôn tin thờ. Từ bậc sau tôi, con cầu xin Chúa, Chúa ơi. Từ bậc sau thương đau, con đời trong Chúa nhầm lời. Tôi luôn trong cậy Chúa tôi. Hồn tôi tha thiết cậy tin. Tôi luôn trông cậy Chúa tôi, vững tâm tin lời loan nguyện. Từ bước sau tôi, con cầu xin Chúa, Chúa ơi. Từ bước sau thương đau, con đời trong Chúa nhầm lời. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Amen.
con trên thần thật đã. Cảm ơn quý cha cùng các hội đoàn, cùng mấy anh mấy chị, cùng cô bác đã đến đưa em con tới nơi dầu trời mưa trời gió cũng bỏ chút thời giờ. Chúng con thành thật xin cảm ơn. Kể từ ngày yêu em, anh đã mơ hồ nhận ra mình thật mong manh. Sợ rằng cảm giác ấy chỉ đến với anh một lần với em. Rồi cuộc sống cho anh nhiều điều và cùng lấy đi thật nhiều điều. Nhưng thật may bên anh vẫn còn có em. Tựa đầu vào vai anh, nước mắt em rơi bình yên từng giọt long lanh. Gục đầu vào tim anh, em ước chi em đừng yêu quá nhanh. Điều gì đó trong đôi mắt người làm cả thế gian như ngừng trôi. Chỉ vậy thôi, anh không còn gì để nói. Nếu một ngày ta phải buộc lòng buông đôi cánh tay, vẫn muốn yêu em trọn kiếp này. Nếu như thật may mắn cuộc đời anh có kiếp sau, vẫn xin được yêu em một lần nữa. Và nếu như cuộc đời anh buộc lòng phải đánh mất em, chẳng muốn yêu thêm ai quá nhiều. Những năm dài yêu dấu mà lòng anh luôn chất chiu, xin em đừng xa anh tình yêu. Nước mắt em rơi bình yên từng giọt long lanh. Gục đầu vào tim anh, em ước chi em đừng yêu quá nhanh. Điều gì đó trong đôi mắt người làm cả thế gian như ngừng trôi. Chỉ vậy thôi, anh không còn gì để nói. Nếu một ngày ta phải buộc lòng buông đôi cánh tay, vẫn muốn yêu em trọn kiếp này. Nếu như thật may mắn cuộc đời anh có kiếp sau, vẫn xin được yêu em một lần nữa. Và nếu như cuộc đời anh buộc lòng phải đánh mất em, chẳng muốn yêu thêm ai quá nhiều. Những năm dài yêu dấu mà lòng anh luôn chất chiu, xin em đừng xa anh tình yêu. Nếu một ngày ta phải buộc lòng buông đôi cánh tay, vẫn muốn yêu em trọn kiếp này. Nếu như thật may mắn cuộc đời anh có kiếp sau, vẫn xin được yêu em một lần nữa. Và nếu như cuộc đời anh buộc lòng phải đánh mất em, chẳng muốn yêu thêm ai quá nhiều. Những năm dài yêu dấu mà lòng anh luôn chất chiu, xin em đừng xa anh tình yêu. Những năm dài yêu dấu mà lòng anh luôn chất chiu, xin em đừng xa anh.